hoàn hảo. Nhưng mà thiếu cái gì nhỉ? À! Các người nghe rõ đây, hoàng cung có một nhiệm vụ rất quan trọng dành cho các người. Nhiệm vụ này cực kỳ cấp thiết, và nếu các người không hoàn thành nó một cách xuất sắc thì nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của vương quốc Leo Leo. Đó là ta đã chuẩn bị không thiếu một thứ gì cho Giáng sinh năm nay, chỉ thiếu một cây thông, một người tuyết và một ông già Noel. Trời ơi, hoàng tử làm thần hút cả hèn. Hoàng tử có gì, cứ sai bảo cám ạ. Hoàng tử cần mua những đồ như vậy phải không ạ? Đúng, ta giao cho các ngươi mua 3 thứ đó để kịp cho mama đón Giáng sinh. Đây là 1 triệu, các ngươi cầm lấy đi. Úi giời ơi, cuối tháng chưa có lương mà nhìn thấy tiền là cứ... Ôi giời ơi, công công ơi, cứ nhìn thấy tiền à, không biết tại sao bụng cám nó cứ sôi ống ọc đi à. Tấm lơ ngơ, ta giao cho ngươi số tiền này cùng choi công tắc và cám hắc ám. Ngươi đi mua cho ta nhá. Đây. Dạ, vâng ạ. Ôi, những 1 triệu lận, nhiều tiền thế này á, nếu không cẩn thận mà mất thì nguy to. Ơ, nhưng mà trời mưa thế này thì làm sao mà đi mua đồ Giáng sinh được. Ơ, nhưng mà mai mới đến hạn mua đồ trang trí cơ mà. Hôm nay mưa thì tôi mai đi mua. À, Tấm có đề xuất một ý kiến này. Vậy thì bây giờ Tấm sẽ đút tạm 1 triệu này vào trong một con lợn đất để tránh bị rơi mất. Xong rồi mai sẽ bỏ ra để đi mua đồ Giáng sinh. Được. Vâng, để Tấm làm luôn ạ. Ahem.
lơ ngơ, nhân viên chăm sóc da mặt với 20 năm kinh nghiệm massage trên tất cả các loài động vật. Đến với chúng tôi, ngài sẽ tránh được các nguy cơ chảy xệ trên khuôn mặt của mình, giống như chó Poon, và đem lại một vẻ đẹp vĩnh cửu như là chó Corgi ạ. Nghe được đấy nhỉ? Vâng, vậy thì tôi xin phép được massage ngay cho ngài ạ. Được đấy, được đấy. 1 minute later. Chi phí là 500.000 ạ. Cái gì? Mày mát xa được có 1 phút mà tận 500.000 ạ? Vâng ạ. Ôi, ta làm gì có tiền đâu. Thế tôi thấy lúc nãy ngài có đưa 500.000 cho người phục vụ. Tiền đấy là ở đâu ra ạ? Ui, đã bảo là không có tiền thật mà. 500.000 vừa nãy là ta lấy trộm từ con lợn đất của tấm lơ ngơ đây. Cuối tháng làm gì có lương đâu. Ngươi chuyện này ta có thể giải thích được. Ơ, hai người. Tâm, chị làm gì ở đây mà mặt không nặng, mày không nhẹ thế? Cám rút thế, mặt nặng mày nhẹ. Kệ thân. Hai người làm gì ở đây? Công công lấy trộm 500 nghìn cho con lợn đất để tiêu xài hoang phí vào những thứ viển vông. Tiền đấy rõ ràng là hoàng tử đưa chúng ta để mua đồ Giáng sinh cơ mà. Công công mà tiêu những tận 500 nghìn á? Trời ơi, tiêu nhiều thế bị phát hiện là đúng rồi. Con lấy dân thường, cho nên hình phạt không thể nhẹ. Tấm nghĩ công công sẽ bị cắt lương cả năm và bị đuổi khỏi hoàng cung mất. Mà bày trong hoàng cung ấy thì giá của nó cũng phải 500.000 mắt. Đắt thế.
được đâu. Kỳ lắm. Cám cũng thấy cứ sao sao ấy, lộ liêu lắm. Thế hay là các ngươi muốn dọn vệ sinh cả đời? Không. Thế thôi Cám ạ, chị thấy không cách nào khác nữa đâu, đành phải làm như thế thôi. Bây giờ ta sẽ bắt tay vào làm cây thông Noel. Các thần dân hãy cùng đón xem nhé. Đầu tiên ta sẽ dùng những sợi dây trang trí lấp lánh màu xanh để đính lên chiếc váy xòe này. Đây, chỉ một lúc là xong, ta quá giỏi. Tiếp theo, ta sẽ dùng những quả trang trí nhiều màu này để đính lên cái bờm của ta. Chỉ cần sắp những màu sắc khác nhau ở cạnh nhau, thế là trông cái bờm nó rực rỡ luôn. Sau đó, ta gắn ông sao màu vàng này lên đỉnh. Vậy là hoàn thành cái bờm của ta. Đấy, vậy là xong. Quá đơn giản để có một cây thông Noel chỉ với 100.000, có phải không các thần dân? Mua đồ cho người Tuyết á thì sẽ ợt. Đắm tiền chưa nào? Đây rồi. Cám sẽ làm chiếc mũi cà rốt thật dễ thương cho người Tuyết nha. Trước hết, Cám sẽ vẽ các đường nét đứt nằm chéo trên tờ giấy màu cam này. Sau khi vẽ xong, Cám sẽ cuộn tờ giấy lại và cắt phần thừa để thành hình ốc quế. Tiếp theo, Cám chỉ cần dùng kéo cắt lỗ ở hai bên rồi luồn dây qua đó. Thế là xong. Các thần dân thấy Cám đỉnh không? Đây chính là tạo hình của người Tuyết chỉ với 100k. Các thần dân hãy đón xem Cám ở phần sau nhé. Xin chào các thần dân. Ui, bây giờ ngoài trời đang rất là lạnh luôn, nhưng mà Tấm vẫn quyết định đi ra ngoài để mua đồ Giáng sinh cho hoàng tử. Tấm sẽ dùng 100.000 để mua các đồ Giáng sinh để làm ông già Noel, bởi vì Tấm rất là thích ông già Noel mà. Các thần dân đi theo Tấm nhé. Bây giờ, Tấm sẽ làm mũ cho ông già Noel nhé. Trước tiên, Tấm sẽ cắt vải dạ đỏ thành những sợi dài như thế này. Sau đó, Tấm sẽ gắn đối xứng với nhau để thành hình bông tuyết. Tiếp theo, Tấm sẽ dùng một tấm vải dạ có kích cỡ vừa với đầu của mình, rồi cố định lại với phần bông tuyết vừa làm. Vậy là xong phần chiếc mũ. Còn đây là những hình tròn Tấm cắt để trang trí cho viền mũ. Cuối cùng, Tấm sẽ đính một bông hoa trắng làm từ vải dạ lên đỉnh mũ. Vậy là đã xong chiếc mũ cho ông già Noel rồi. Tấm cũng mua hai cuộn len này để làm giày cho ông già Noel nữa đấy. Tấm đang bắt đầu móc những chiếc mũi len đầu tiên nè. Chỉ mấy phút thôi mà Tấm đã móc xong cả đế giày rồi. Bây giờ thì Tấm sẽ móc đến phần thân giày. Vậy là Tấm đã móc xong chiếc giày đỏ dễ thương như thế này rồi đây. Thêm phần quai cho chiếc giày nữa là xong. Đố các thần dân thấy đôi giày này có ấn tượng không nào? Còn phần râu của ông già Noel, Tấm sẽ dùng vải dạ trắng vẽ hình như mẫu rồi cắt ra là xong. Các thần dân có tò mò tạo hình của ông già Noel trông như thế nào không? Vậy hãy đón xem phần tiếp theo nhé. Hoàng tử ơi, chúng thần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đây. Một cây thông đẹp trai, một người tuyết hắc ám và một ông già Noel lùn tịt. Chúng thần đã rất mất công đó, mong hoàng tử sẽ hài lòng ạ. Merry Christmas, hoàng tử Sanderlong. Mama giá đau. Ôi chù choa, hoàng tử chuẩn bị chu đáo quá nhỉ. Có cây thông, có người tuyết,
còn có cả ông già Noel nữa. Mà cây thông này trông sức sống đấy, còn rung lên trước gió. Người tuyết thì cũng đáng yêu. Để xem. Ông già Noel này bụng phễ, trông phúc hậu đấy. Con á, con chỉ cần 1 triệu để mua những thứ này đấy mama. 1 triệu. Mầm cây à? Cái mặt quen quen. Cây thông mà lại có chân. Được, ta có lời khen dành cho hoàng tử vì đã chuẩn bị cho lễ Giáng sinh rất là chu đáo. Nhân đây để tuyên dương hoàng tử, ta quyết định đem 3 tác phẩm nghệ thuật này trưng bày trong cung trong vòng 1 tuần. Để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Mới trở nên bổ ích hơn bằng cách học tiếng Anh với Leobook nhé. Đặt mua ngay tại leoleo.edu.vn. Đừng quên đăng ký kênh Leo Leo để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.